Chào các bác, chào mừng các bạn anh em đã quay trở với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương và lại tiếp tục lên đường với DBKM350 Pro cho anh em khách hàng nhé. Chắc hẳn rồi đây là một trong những mẫu sản phẩm rất ăn khách cũng như là được sự tìm kiếm và ủng hộ của anh em khá là nhiều. Thời gian vừa qua thì em thấy là trên các nền tảng anh em tìm kiếm với dòng này rất nhiều ạ. Không biết tại sao mà trong thời điểm hiện nay DB350 số lượng hàng nó ra cực kỳ hiếm các bác ơi. Mặc dù đã ra xuất hiện cách đây khoảng vài tháng rồi, ít nhất là 5 đến 6 tháng rồi, nhưng mà hiện giờ ấy, những cái đại lý thì dường như là không có hàng. Các bác gọi điện, các bác biết là dòng DB350 kể cả trắng hay là phiên bản màu đen đều rất là hiếm hàng. Bên Tùng cũng vậy, mỗi lần về nó chỉ đâu đó khoảng tầm 5 đến 6 bộ, thậm chí là đến 10 bộ là quá nhiều đấy. Và mẫu sản phẩm DB350 là một trong những mẫu sản phẩm vang cơ lai số cao cấp nhất hiện tại và đem đến cho bác em phòng hát gia đình trải nghiệm thành tốt nhất. Ngay bây giờ em sẽ cùng các bác mình em trải nghiệm tiếng chiết âm của mẫu sản phẩm DB350 cho anh Thành đến từ Hà Lan và xin gửi video này cho anh. Hy vọng anh xem được video của bên em, hãy để lại cho bên em một nút like và một nút đăng ký kênh, cũng như là nếu như anh nhận hàng hãy cho ý kiến đóng góp với mẫu sản phẩm DB350 Pro các bác nhá. Ok, về mặt hình thức thì em đã nhắc anh em rồi, hiện tại thì bên em Tùng đang về được phiên bản màu đen và em thấy là phiên bản này khá là dễ phối đồ. Và mẫu sản phẩm DB350 Pro thì có đầy đủ tính năng, cũng như là nếu như các bác em muốn căn chỉnh chi tiết thì cũng khá là dễ dàng. Chúng ta chỉ cần sử dụng bút tô vít hai cạnh để chúng ta chỉnh những phím chìm ở đây. Một là bao gồm những tính năng như sau: echo có dạng echo EQ, bao gồm bát mic chép, có phần echo rời bao gồm delay, và có thêm tính năng reverb để các bác em sử dụng vào tính năng reverb để cho ra chất giọng thật nhất và tốt nhất cho các bác. Và có đầy đủ các tính năng cho giải mic EQ bao gồm từ 57Hz cho đến tận là 10kHz để anh em cân chỉnh bát trung chép một cách chi tiết. Đấy. Và nếu như các bác anh em muốn trải nghiệm những cái mode mà đã được cài sẵn với KM350 Pro thì quá đơn giản, các bác chỉ cần sử dụng nút mode đen, chữ Morse hoặc là chữ mode cho các bác anh em. Chúng ta chỉ cần ấn vào và nó sẽ hiển thị ngay ở trên cái mặt màn hình này. Ở đây thì em đang để ở chế độ mode 1, em đã cài sẵn. Và cho các bác và anh em về, chúng ta chỉ cần ghép vào âm đi, chúng ta kết nối với cục đẩy là chúng ta hát và sẵn sàng trải nghiệm thôi. Còn ngoài ra thì còn 15 mốt nữa thì em sẽ để cho anh Thành tự trải nghiệm sau nhá. Về mặt màn hình thì khá đẹp mắt, được thiết kế ở giữa đây và có cái tông giải đẹp nét khi các bác về em alo tiếng mic hoặc là lấy tiếng nhạc. Có MB chống ú và có loop cho anh em để chúng ta tăng khả năng chống ú lên. Có giải bát mic chép phần nhạc và 4 phím chức năng các bạn. Bình thường vang cơ lấy số hoặc là vang cơ nó chỉ có 3 phím thôi, nhưng với DB350 thì sẽ có 4 phím chức năng dùng: âm lượng nhạc, âm lượng mic, echo tổng, reverb tổng. Đấy, em có thể căn chỉnh rất là chi tiết và hài hòa với dòng sản phẩm DB350 Pro. Bây giờ sẽ cùng các bác em trải nghiệm tiếng chất âm đến từ mẫu sản phẩm vang cơ lấy số cao cấp nhất của nhà phân phối DB nhé, dòng KM350 Pro. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, và các bác thấy sao ạ? Với DB350 Pro quá tuyệt vời cho một dòng sản phẩm chất lượng như thế này. Từ giải echo em đã thấy nó rất là hay rồi. Và thứ hai nữa là tính năng reverb của này khá là sắc nét để các bác mình em chơi cái tông giọng tốt hơn. Nếu như anh em mà muốn chỉnh nhiều về reverb thì chúng ta hãy chỉnh ở cái phần reverb ở trên gần nút mode này các bác nhé. Còn về phần echo thì em thấy là các bác sẽ sử dụng nhiều hơn trong việc chúng ta sử dụng phòng hát gia đình. Còn những anh em muốn luyện giọng hát, chúng ta muốn lên tông cao tốt thì chúng ta sẽ sử dụng tính năng reverb. Và ở đây chắc chắn là một mẫu trang thiết bị âm thanh vô cùng hiệu quả cho bác anh em trong việc chúng ta hát karaoke gia đình tốt hơn rồi. Nâng cấp giọng hát của các bác lên này, hỗ trợ cho anh em tông giọng tốt hơn, hát nhẹ tiếng, echo ngon ngọt giống ca sĩ chuyên nghiệp. Và nếu như các bác em mua DB thì chúng ta đừng quên hai cái cách để chúng ta có thể check hàng chính hãng. Đầu tiên thì các bác nhìn thấy phần thân máy đây có logo rất to của DB. Một là có thể logo thương hiệu bên này góc tay trái màn hình các bác. Thứ hai nữa là ở giữa thì nó sẽ có chữ D nhấn chìm, đây là cái biểu tượng không thể thiếu được của DB rồi. Và cuối cùng là phần mã QR và tem cào để các bác kích hoạt chịu hành và cào ra để kiểm tra hàng chính hãng của nhà phân phối DB. Em Tùng cũng cam kết đảm bảo cho anh em hai sản phẩm chính hãng đến tay các bác anh em sẽ cảm thấy yên tâm. Và chúng ta mua DB Optic KM350 thì không cần phải đọc cái cọc bất kỳ một nghìn nào, biết sao là các bác và anh em uy tín nhận hàng giúp em. Và khi các bác nhận hàng nhớ để lại cho em đánh giá tích cực với mẫu sản phẩm KM350 Pro. Và video của em xin dừng lại đây, xin gửi cho anh Thành những anh em đang quan tâm đến mẫu sản phẩm
KM350 Pro. Ngay bây giờ nếu như các bác về muốn có cho mình một con Vacuolet số chất lượng như này, đừng quên gọi điện theo số điện thoại bên dưới màn hình các bác nhá. Video tôi xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác và anh em ở những video tiếp theo của Cùng Audio. Xin chào.